Tục mổ cận cho chiếc MG5 này các bác. Chiếc MG5 này đã qua bên em nâng cấp chiếc BLED X-Line V20. Và anh các bác có thể thấy cái ánh sáng của mặt cắt cốt của nó. Với dòng bi này khi mà ở cái nhiệt màu 5000 thì nó cho ánh sáng trắng ngả vàng này. Và cho các bác đi sử dụng ở mình nhiều cái cung đường và điều kiện thời tiết khác nhau. Khi mà lên pha thì cái này pha nó sẽ tụm tâm pha, và với cái ánh sáng pha này các bác di chuyển ở cái mức độ giải vận tốc cao thì các bác không lo về cái vấn đề hạn chế về tầm nhìn. Và khi mà bi lắp đặt lên này thì gần như là lắp đặt nguyên zin nha các bác nhé. Với dòng bi này thì bên em bảo hành cho bác 3 năm với công suất cốt là 60 và pha là 70, cho các bác di chuyển ở gần như là mọi cung đường rồi. Các bác nào mà cần nâng cấp ánh sáng cho xe của mình thì các bác hãy nhớ tới Akala các bác nhé.